Hàng trăm năm qua, những người phụ nữ Kayan ở Myanmar thường đeo những chiếc vòng bằng đồng rất cao trên cổ. Chiếc vòng cổ đó được xem như một biểu tượng của cái đẹp ở khu vực này. Và hình ảnh những phụ nữ cổ dài tạo nên nét độc đáo đối với du khách khi đến Myanmar. Tuy nhiên thì hiện nay, những người phụ nữ ở đây không muốn làm đẹp theo cách của những thế hệ đi trước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Bà Maria, 83 tuổi, là người dân tộc Kayan thiểu số ở Myanmar. Giống như những bé gái của bộ tộc này, bà đeo vòng cổ khi mới 8 tuổi. Và đến năm 13 tuổi, bà chuyển sang đeo những chiếc vòng cổ lớn hơn. Bà đeo chiếc vòng cổ bằng đồng này nhằm làm chiếc cổ của mình cao lên. Bà nấu ăn và ăn được với chiếc vòng cao và nặng trên cổ. Thậm chí bà còn dệt được vải. Bà không bao giờ bỏ nó ra khỏi cổ trong hàng chục năm qua. Ban đầu thì nó không được thoải mái, nhưng về sau thì ổn, tôi vẫn ăn uống bình thường được. Mặc dù đeo vòng cổ được xem là đẹp ở cộng đồng Kayan, nhưng những phụ nữ đeo vòng cổ như bà Maria đang hiếm dần. Hiện chỉ có không đến 100 phụ nữ đeo vòng cổ trên cả nước Myanmar. Với việc mọi người nhận thức hơn về tục đeo vòng cổ này, có thể làm hỏng xương cổ hơn là kéo dài cổ. Cùng với những khó khăn khi nuốt thức ăn và sự thay đổi gu thời trang, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ Kayan không theo phong tục này nữa. Trong số đó có cháu gái bà Maria là Zaza, 20 tuổi. Chúng nặng và không thuận tiện. Tôi cũng không hiểu lắm về chúng nên tôi không đeo. Nhưng cháu trai của bà Maria, người đang làm hướng dẫn viên du lịch cho biết, du khách muốn nhìn thấy những phụ nữ đeo vòng cổ cao giống bà của mình. Khi tôi đưa du khách đến đây, tôi muốn giới thiệu cho họ về những câu chuyện của những con người nơi đây. Những người phụ nữ đeo vòng cổ được gọi là những người phụ nữ cổ dài. Trong những năm gần đây, du khách đến khu vực này ngày một nhiều hơn. Điều đó tạo thêm thu nhập cho người dân trong làng. Du khách hay mua đồ thủ công ở nhà dân làng, thuê những người dân trong làng làm hướng dẫn viên du lịch hay nấu ăn. Bà Mutu là một trong số ít phụ nữ biết làm vòng cổ bằng đồng. Bà đang hướng dẫn chị Molo cách đeo. Quá trình đeo vòng mất 30 phút. Chị Molo không thường xuyên đeo vòng nhưng muốn thử chiếc vòng của bà Mutu. Ban đầu nó khó chịu nhưng tôi cũng quen dần. Tôi đã đeo những chiếc vòng này trong một thời gian dài. Nhưng khi nhiều người trẻ Kayan chọn rời bỏ truyền thống của họ, có thể về sau, du khách sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy những người phụ nữ cổ dài nổi tiếng ở khu vực này.